Thưa quý vị, triển lãm y tế thế giới vừa khai mạc tại Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc, miền trung của Trung Quốc. Các sản phẩm và dịch vụ được giới thiệu tại đây tập trung vào chăm sóc sức khỏe cho người già, phụ nữ và trẻ em. Hội trợ kéo dài 4 ngày với diện tích triển lãm 90.000m2, thu hút hơn 1.000 nhà triển lãm trong các lĩnh vực như thiết bị y tế, các sản phẩm hóa sinh và y học cổ truyền. Tại lễ khai mạc, tổng cộng 27 dự án công nghiệp lớn đã được ký kết, trị giá 52,675 tỷ nhân dân tệ. Trong thời gian diễn ra sự kiện, các hoạt động khác như diễn đàn chuyên đề cũng sẽ diễn ra. Tôi nghĩ rằng có hai điểm nổi bật của hội trợ. Một là tập trung vào lối sống của người già trong độ tuổi trường thọ hoặc chăm sóc người già mắc chứng mất trí nhớ. Chúng tôi có dịch vụ chăm sóc người già đặc biệt. Hai là tập trung vào sự phát triển khỏe mạnh của trẻ em và sức khỏe của phụ nữ. Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là phục vụ mọi người được đồng tổ chức bởi chính quyền tỉnh hồ bắc ủy ban y tế quốc gia và chính quyền thành phố vũ hán đây là lần thứ năm hội trợ được tổ chức